Xin chào cả nhà đã đến với kênh Cam Thao. Cả nhà mình thấy dưa cải chua có ngon không nè? Bên đây ăn dưa cải này giòn và ngon lắm, nên Thao muốn chia sẻ đến cả nhà. Cách làm thì rất là đơn giản, cải lên men tự nhiên từ muối và đường. Bây giờ Thao ăn thử nha. Mình ăn thêm phần mà lá nữa nha, lá mềm á, để coi nó có giòn không nha. Lá ăn thì cũng rất là giòn luôn, thành phẩm làm ra rất là giòn, ngon và đẹp mắt, nhất là có độ chua vừa phải. Cả nhà mình ai có thích thì mình cùng vào bếp nha. Thao sẽ ghi thành phần nguyên liệu ở dưới phần mô tả, cả nhà mình nhớ xem nha. Đầu tiên là mình có 1,5 kg cải. Thì cải này á là nó hơi giống cải bà xanh nhưng mà cái cuống nó rất là bự. Nó bự lắm. Thành ra mình nhớ đừng có lẫn lộn nha. Mình bẻ ra từng nhánh như vậy nè để rửa, tại vì phía trong á, trong gốc nó có cát rất là nhiều. Mình bẻ từng nhánh cải và rửa dưới vào nước đang chảy như vậy nè, cho nó sạch hết cát và bụi bặm á. Mình lấy dao và cắt đi những cái phần dơ và những cái phần mà nó không có được tươi á, mình cắt hết đi. Những cái lá mà nào mà nó vàng á và nó héo á, mình cũng cắt luôn. Mình rửa từng lá cải cho đến khi hết luôn và mình để đứng trong cái rổ đó để cho cải nó mau được khô. Đây là cải mà Thao đã rửa hết rồi để đứng trong rổ, ở dưới có một cái thau á, thường á Thao để qua đêm là qua sáng mai nó khô hết. Bây giờ mình chuẩn bị hỗn hợp nước, muối, đường để mà mình ngâm dưa cải. Thì Thao có đây là 2 lít nước, 2 muỗng tablespoon muối. Cái này Thao dùng là muối Himalaya đó. Nếu các bạn dùng muối trắng cũng được, không sao. 1 muỗng súp đường. Mình quậy lên cho đều, xong sau đó mình đi nấu cho thật sôi và tắt bếp để cho thật nguội. Trong thời gian đó thì mình nấu một nồi nước sôi như vậy và mình đem đi mình trụng những cái lọ, cái hũ mà mình chuẩn bị mình làm dưa cải á. Mình trụng nước sôi cho thật là kỹ để cho cái hũ của mình nó không có nghe mùi và nó khử trùng luôn. Rồi mình úp lên giá đó để khô tự nhiên nha. Bây giờ cải thực sự đã khô rồi đó. Mình, nhưng mà nó lâu lâu nó còn dính chút nước á, thì mình cầm cái cải á, mình rảy rảy cho nó thật là khô. Đó, mình rảy vậy đó. Rồi mình bắt đầu mình cắt theo những cái miếng mà mình vừa ăn. Khi mà hũ thật khô rồi thì mình bắt đầu mình bỏ dưa cải vào trong hũ. Mình xếp cho nó thật chặt. Trong lúc xếp cải thì mình cứ đè cho nó thật chặt. Mình đừng có sợ nó bị nát nha cả nhà. Tại vì mình đè chặt như vậy á, thì mình trong một cái hũ mình để được nhiều cải hơn. Đây là bước mà Thao cảm thấy rất quan trọng trong món cải chua này. Đó là mình để nước thật nguội. Thì trước khi mình bỏ vô dưa cải, mình phải lấy muỗng và mình thử coi đã nguội chưa thì mình mới bỏ vô nha. Rồi mình bỏ nước từ từ vào trong hũ cho đến khi mà nước nó ngập mặt dưa cải.
Cả nhà cũng thấy là thao xếp cải nó chặt vô trong bình lắm. Mình đừng có để chỗ nào trống nha. Sau đó mình dùng một vật gì đó mình chằng lên. Mình có thể dùng những cái tre để mà mình dằn cải xuống. Thao không có thì thao lấy cái chén nhỏ này để mà mình đậy cái nắp lại thì nó sẽ đằng cái cải xuống dưới cái mặt nước nha. Đây là cải mình qua được một ngày rồi. Nước vẫn còn trong nhưng mà hơi có vặn đục. Còn đây là ngày thứ hai thì nước bắt đầu đục và có vài chỗ nó hơi vàng rồi. Đây là ngày thứ ba thì cải bắt đầu vàng. Đây là ngày thứ tư. Vì bây giờ là đang là mùa lạnh á, thành ra nó hơi chậm á. Chứ nếu mà mùa hè á, thì khoảng 2-3 ngày là mình có thể dùng được rồi đó. Có người thì đem ra ngoài nắng để đó. Còn mình thì mình muốn để trong nhà cho nó mát và để thêm một ngày nữa cũng được, không sao. Bây giờ mình mở ra mình ăn thử nha. Còn nếu mà cái màu của các bạn chưa có đạt được á, thì mình để thêm 1-2 ngày nữa nha. Đó, bây giờ mình thấy nó vàng đều rồi đó. Bây giờ mình lấy ra dĩa và mình ăn thử để cho cả nhà mình xem nha. Cải thì rất là thơm mà bây giờ mình bỏ thêm ớt tỏi nữa thì là hết sảy luôn đó. Dưa cải có một hương vị rất là thơm ngon, đặc biệt là rất là giòn và có một độ chua rất là vừa phải. Thì cả nhà mình nhớ làm cái kiểu này nha, rất là đơn giản và không có cầu kỳ. Thôi đã đến lúc thao tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà làm món ăn này thật là thành công. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video nấu ăn lần tới.